Hôm nay thì em quay mang tới cho quý anh chị một em xe MPV cỡ lớn siêu to khổng lồ luôn quý anh chị à. Đến từ thương hiệu Hàn Quốc, đó chính là Kia Sedona. Và hiện tại em xe này em quay đang bán giá rất là rẻ thôi, 745 triệu sở hữu ngay cho mình một em Sedona à, rẻ hơn thị trường 50 triệu luôn quý anh chị à. Thì lý do tại sao lại rẻ như vậy, em quay sẽ mời quý anh chị cùng theo chân quay xem chi tiết em xe này ha. Và một lần nữa nhắc lại với quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ xấu nguyên, xe không hề lỗi gì hết nha quý anh chị ha. Và chúng ta cùng đi xem chi tiết xe này thôi, let's go. Ok quý anh chị, ở trước mắt quý anh chị đây là em Kia Sedona máy xăng V6 3.3 quý anh chị à, sản xuất 2019, Odo chỉ mới có 6 vạn thôi. Và hiện tại em xe đang được em quan chào bán với mức giá là 745 triệu cho em xe này nha anh chị. 745 triệu, xe cũng đã được chủ người ta lên kha khá đồ chơi, như là ở đây chúng ta sẽ thấy có camera 360 nha, có cảm biến áp suất lớp nha quý anh chị ha. Đó, đăng kiểm rồi phí bảo trì bộ là tới tháng 7/2025 luôn anh chị à. Đấy, Sedona chưa bao giờ rẻ như lúc này à, đặc biệt là đối với dòng máy xăng thì ngày xưa quý anh chị mua mới giá phải đâu đó khoảng tỷ sáu, mà bây giờ em quan bán chỉ còn có 745 triệu thôi. Xe mới máy xăng có thể mắc hơn máy dầu, nhưng mà riêng xe đã qua sử dụng, xe lướt như của em quan như thế này thì máy xăng lúc nào cũng rẻ hơn máy dầu quý anh chị à. Đấy, nhưng mà máy xăng thì đi rất là ngon, tuy là V6 3.3 nhưng mà quý chị đừng lo về cái mức độ tiêu hao nhiên liệu này, cũng chỉ xem với lại Toyota Fortuner máy xăng 2.7 thôi. Mức độ tiêu hao nhiên liệu em này thì hiện tại nếu mà tính trên đường hỗn hợp, em quan cũng tính sơ sơ là khoảng 9 lít cho 100 cây đường hỗn hợp. Quý anh chị yên tâm đi, nó sẽ không như là những cái con siêu xe đâu, bởi vì cái động cơ nó là động cơ để em quan nhớ coi, hình như cái này nó là động cơ hatchback thì phải, động cơ hatchback. Hatchback là của Hyundai, còn động cơ Smart Trim, hình như là Smart Trim đúng không? Smart Trim Kia là Smart Trim đấy. Và cái mức độ tiêu hao nhiên liệu nó cũng khá là ok thôi quý anh chị ạ. Và đối với cái dòng xe này tuy là V6 3.3 nhưng mà hãng người ta làm ra để cho mình đi đô thị, đi gia đình đi đô thị rồi này nọ, nếu mà làm hao xăng thì cũng không ai mua. Em xe này nói chung là bán cũng khá là chạy, nói chung là những cái dòng máy xăng này em quay về bán cũng rất là nhanh. Rồi, và một cái lý do nữa là hiện tại em quay đang bán rẻ hơn thị trường, so với thị trường rẻ hơn người ta 50 triệu. Lý do tại sao? Quý chị đang nghĩ xe bị lỗi, quý chị đang nghĩ xe bị tai nạn cứng đụng, nhưng mà không nha, xe này không bị một bất cứ một cái gì hết. Xe chất xe cực kỳ đẹp luôn, cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước, không thủy kích, động cơ hộp số nguyên zin, không sửa chữa đại tu nha. Chỉ có đúng một cái chỗ nho nhỏ này, đó chính là xe này em quan mua lại của chủ đó, và chủ đó trước đây là người ta mua của một và bên showroom khác, thì cái đồng hồ nó không chuẩn. Cái đồng hồ của nó là 6 vạn, trong lịch sử hãng cũng 5-6 vạn, nhưng mà bên em quan chết xe thì nó không chuẩn 6 vạn, nên là cái xe này rẻ hơn thị trường 50 triệu, và không bao euro chuẩn cho quý anh chị nha. Xe có sao nói vậy, quan trọng cái chiếc xe em quan dám bảo đảm cam kết cho quý anh chị nè, bảo hành cho quý anh chị chơi thoải mái nha. Xe này thì nếu như mà chết test thì bên quay kiểm tra con này chắc cũng phải khoảng 7-8 vạn gì đó, và không biết là bên anh em cò lái đó người ta có chỉnh xuống gì hay không thì mình cũng không rõ, nhưng mà mình cũng không sẽ không bao cho khách hàng cái phần mục Odo. Nhưng mà xe có sao nói vậy, giá rẻ hợp lý, khách hàng thấy ok chưa, xe rất là đẹp, nói chung là bên quay đã dọn lại cực kỳ đẹp cho quý anh chị xem luôn. Giá chỉ có 745 triệu thôi, hiện tại trên thị trường em này đang chào bán với mức giá là 795 triệu cho tới 800 triệu, 800 hơn, và em quan bán chỉ 745 thôi. Đấy, quý chị thấy ok không, một em xe hợp lý mua về chơi đồ trải nghiệm thử và bao quay đầu cho quý chị thoải mái luôn. Xe em quan bán ra em quan biết cái chất xe như thế nào, đây chỗ người ta lên cam 360 đồ này nọ rất là nhiều ha. Rồi, giá 745 triệu sở hữu ngay cho em xe này nha. Rồi bây giờ em quan sẽ cho quý chị đi xem chi tiết xe này. Đầu tiên quý chị có thể nhìn thấy cái phần mặt ga lăng, nó là mặt ga lăng mũi hổ viền chrome này quý anh chị à. Đấy, đèn là đèn bi, quý anh chị thấy chưa, 2019 nó là phim mới nên là quý chị có thể nhìn thấy đèn ở dưới đây cũng sẽ là đèn led ha. Xe thì có cảm biến trước sau đầy đủ nha quý anh chị, cảm biến trước sau rất là hợp lý để cho quý anh chị lùi chuồng, nói chung là đi đồ này nọ cũng khá là ok. Đối với một cái xe mà to như thế này thì đi khá là ok, có cảm biến trước sau thì nó cũng là một trong những cái tính năng an toàn. Đó, đèn bi, đèn bi rất là đẹp nha. Hình như cái đèn này chủ người ta lên rồi hay sao quý anh chị à, hình như cái đèn này lên rồi hay sao ấy, quý anh chị nào biết cho em xin phần bình luận nha. Sau này nhìn cái đèn nó lạ lắm quý anh chị,
Đấy, và đặc biệt là cái xe này cũng đã được chủ người ta lên cho chúng ta camera 360 nha. Rồi bên dưới nắp capo này thì chúng ta sẽ cho quý anh chị xem cái khóa động cơ V6 3.3 như thế nào. Bốn lớp là bốn lớp Continental. Đấy. 235/60 R18 nha quý anh chị. R18 nha. Và cả bốn cái lớp này đã thay hết rồi ha. Nói chung mà ô đô không chuẩn mà. Mà đã 6 vạn rồi thì bốn cái lớp thay là chuyện bình thường. Quan trọng là nó ngon. Quý anh chị mua về không cần phải làm một bất cứ một cái gì, đổ nhiên liệu và là chạy thôi. Xe thì lỗ tai gương gặp chỉnh điện tích hợp xi nhan báo rẽ, có cảnh báo điểm mù, có camera 360 chủ người ta lên thêm, có viền rơm, có dán phim cách nhiệt, có giá nóc, hai cái cửa lùa nè, cái cốp sau này là có cả chống kẹt anh chị ha. Ba đời sóc thì liền lại hết sơn si là bao đẹp, đồng màu từ trước ra đằng sau, quý chị nhìn nãy giờ không thấy một cái chỗ nào lệch màu đúng không. Xe thì nói chung sơn si thì sẽ có sơn dặm nhẹ lại vài chỗ. Xe mình chạy cho thành phố sẽ không tránh được những vết vơ quẹt xe máy nha, nhưng mà sẽ có sơn dặm lại, em quay đã sơn dặm xử lý lại, nhìn cái xe cho đẹp. Nói chung thợ em quay thì tay nghề cao, làm xe rất là đẹp nha anh chị. Có cảm biến lùi, có cam lùi nha, Latanium G đấy, bản full xăng nha quý anh chị. 7 chỗ mà để nói đúng thì em xe này là một trong những em xe mà em phải nói thật là đi Bắc Nam cực kỳ sướng luôn. 7 chỗ từ trước ra đằng sau, hàng ghế nào ngồi cũng rất là rộng, không có hàng ghế nào ảnh hưởng tới ghế nào nha. Loa thì sở hữu 10 loa nha, 10 loa đồ nghề bánh sơ cua đầy đủ hết nha quý anh chị. Có cả rèm che nắng cho cửa trước và cửa sau nữa nè quý anh chị ơi. Cửa gió từ trước ra đằng sau đầy đủ nè, cửa sổ, hai cái cửa sổ trời luôn. Đấy. Đây, quý anh chị nhìn đây. Mức độ tiêu nhiên liệu nè. Thấp nhất của nó là 7.8 lít. Thấp nhất của nó là 7.8 lít cho 100 cây đường đô thị, thì cái đường hỗn hợp nó khoảng 10 lít tư cho 100 cây đường hỗn hợp. Đấy quý chị thấy chưa, thì khi mà quý chị nào mà chạy quen á, có thể nó thấp hơn cái mức này. Và cái mức số này á, là của bên nhà máy người ta đưa ra, khi mà mình chạy nó sẽ là một cái thông số khác nữa. Và bên em quay cũng đã test con xe đi rất là nhiều rồi, những cái dòng xe mà Sedona V6 3.3, Carnival V6 3.5 rồi này nọ, tụi em đi rất là nhiều. Mức độ tiêu hao nhiên liệu nó tầm khoảng 9 lít thôi, 9 lít cho 100 cây thôi quý anh chị ạ. Cũng không có nhiều đâu. Nó chỉ ngang ngửa Toyota Fortuner máy xăng thôi. À quý chị thấy chưa? Rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Rồi, hàng ghế giữa đây, cho quý anh chị xem hàng ghế giữa. Cực kỳ rộng rãi nha. Nói chung là những cái ghế da này thì cũng đã xử lý lại rồi, cũng đã xử lý lại hai bên má, nói chung là xe ghế có sao nói vậy ha. Ghế thì cũng đã có bọc lại một chút xíu, nói chung là ô đô không chuẩn, có sao nói vậy thôi. Nhưng mà cái chiếc xe nó đẹp. Đấy, cái ghế da, nhưng mà quý anh chị nhìn nha, ghế da bọc lại nhưng mà bọc lại zin nha. Đấy, bọc lại như zin, không khác gì, đó, không có cải lương. Đấy, tay nắm cửa còn siêu, còn rèm che nắng nè. Đấy, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường nha. Xe đề nổ một phát lên luôn, chứ sẽ đề nổ cho quý anh chị xem. Đây là vị trí ghế bên phụ, ghế bên phụ của chúng ta đây. Ghế chỉnh điện ha, ngồi rộng rãi thoải mái nha quý anh chị. Có cảm biến áp suất lớp chủ người ta lên thêm nè, có sạc pin không dây nè. Đây, bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên kia để cho quý anh chị xem. Bốn kính lưng hạo to hết nha. Đây, sơn si nè, sơn si nó có chạy xước một chút xíu, mà quan trọng cái chiếc xe đẹp, giữ cái sơn zin. À, quý anh chị nào mà thấy cái chỗ nào không ưng, những cái chỗ này quý anh chị muốn sơn dặm, này quay sơn dặm miễn phí cho quý anh chị ha, thoải mái. Em quay có xưởng mà. Bốn kính lưng hạo to nè, auto gập gương nè, ghi nhớ vị trí ghế lái cho bên tài lên tới hai vị trí nè, ghế chỉnh điện bơm lưng 10 hướng nè. Rồi bây giờ em sẽ bước vào bên trong và đề máy cho quý anh chị xem thử nha. Đề một cái lên luôn quý anh chị ạ. Đây, một phát lên luôn. Êm ái, quý anh chị nghe chưa? Nghe tiếng máy chưa? Rất là êm ha. Cái này thì quý anh chị lấy xe, nó đang báo bảo dưỡng, nó đang bị trễ bảo dưỡng 110 mấy cây, thì cái này quý anh chị cứ yên tâm. Quý anh chị lấy xe thì em quay sẽ bảo dưỡng lại cho quý anh chị ha. Tặng cho quý anh chị thay nhớt, kiểm tra đồ này nọ, châm nước đồ này nọ vô thì quý anh chị cứ yên tâm ha. Cái mục đó thì không còn gì, không cần phải lo. Xe em quay bán ra thì em quay đã cam kết với anh chị rồi, mua một cái xe bên em quay thì cứ mang xe về chạy thôi, còn chạy đúng 4.500 cây 5.000 cây đi thay nhớt, còn lại không cần phải làm bất cứ một cái gì ha. Đấy rồi, chúng ta sẽ có đây là những cái nút gì: mở nắp xăng, tăng giảm đèn tắp lô và tắt mở cảnh báo điểm mù, có traction control. Vô lăng đây quý anh chị ơi, có ga tự động ha, auto đèn nha, vẫn chưa có auto gạt mưa. Đấy, có nút đề start up nè. Màn hình này thì quan nhớ là chỉ có Bluetooth thôi, vẫn chưa có Apple CarPlay và Android Auto nha quý anh chị.
Và theo như Quang nhớ không lầm, hình như là nó cũng có bản đồ, và cái bản đồ này nó cũng có cả giới hạn tốc độ nha. Và cái này thì mỗi năm mình cứ đi ra ngoài hãng mình cập nhật một lần, gửi tiền cà phê cho anh em để người ta cập nhật phiên bản mới cho mình thôi. Đấy, đây nó có giới hạn tốc độ đây. Tại nó sẽ có những cái cung đường thay đổi cái giới hạn tốc độ nè, thay đổi cái hướng đi nè, cấm xe ô tô nè. Đấy, nói chung là mỗi năm mỗi khác mình phải đi ra hãng cập nhật. Đấy, còn anh chị nào mà đi quen trong phố rồi thì thôi, không cần phải lo về cái vấn đề là mình đi cập nhật. Nhưng mà nên mình cũng nên đi cập nhật mỗi năm đi cập nhật cho nó hay ha quý anh chị, coi ok cho nó hiện đại. Rồi có cả clean line lọc không khí bên trong xe, phần dàn lạnh này quý anh chị ạ. Mọi thứ vẫn còn hiển thị đầy đủ hết nè, rất là đẹp nè. Có sạc pin không dây nè anh chị ơi, có sạc pin không dây ha. Chỉ cần bỏ điện thoại vào là xài thôi. Cần số nè, có D, có manual nè để quý anh chị chạy số như xe quay xe rim của mình vậy á. Đấy. Rồi, có eco, có là sưởi ghế, sưởi vô lăng, phanh tay điện tử, auto horn nè, tắt mở cảm biến nè. Đấy, rồi xe thì em Quang bán ra tất cả các xe sẽ luôn luôn đầy đủ hai chìa khóa nha anh chị. Đồ nghề bánh xe cua đầy đủ hết nha, không thiếu bất cứ một cái gì. Thiếu thì em Quang sẽ bổ sung thêm cho quý anh chị ha. Đây ghế là quý chị nhìn ghế nó sẽ ra hai màu một chút xíu nè. Thì hồi nãy Quang cũng đã nói rồi, ghế đã được bên Quang xử lý lại ha. Đấy, nên là nhìn nó sẽ hơi cái màu nó hơi lợn một chút xíu, nhưng mà đây là zin, xử lý lại như zin ha. Đấy, bọc lại như zin. Đấy, chứ không phải là mình lên những cái kiểu cải lương màu mè đồ, cái kiểu mình không lên kiểu đó nha quý anh chị. Rồi đây, ghế bên phụ, ở đây chúng ta sẽ có cái nút này để rất là thích hợp cho các chị em phụ nữ ha. Khi mà mình bước vào xe đi, xe này nó bề ngang nó bự nó rộng quý anh chị, thì mình đâu có thể nào dế tới bên kia để chỉnh cho các chị em phụ nữ vào được đâu. Thì đây cũng là một trong những chi tiết rất là tỉ mỉ đối với các chị phụ nữ mình. Chị phụ nữ mình mở cửa vào đi, các anh sẽ chủ động ở đây chỉnh ghế cho các chị vào ha. Rồi, gương chống chói tự động nè. Rồi đây đăng kiểm rồi này nọ chỉnh nè. Ở đây một cái chỗ để gương cầu, đấy, gương cầu lòi để mình nhìn đằng sau. Rồi chỉnh cửa nè. Rồi tắt mở điện cửa để cho em bé với người ngồi bên trong không thể mở những cái cửa mở cốp nè. Thì đây là tắt điện ha, tắt nguồn điện của cửa và cốp nha. Và có cái nút để mình chỉnh cửa sổ trời nữa nè. Đấy, rất là ok. Tấm chắn đồ này nọ đầy đủ hết nè, tấm chắn nắng nè. Rồi, chắc là bây giờ Quang sẽ mời quý anh chị cùng ra khoang động cơ để xem đi. Gương này thì Quang sẽ nhắc lại là gương auto nha, bấm khóa gương sẽ tự gặp lại nha anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra khoang động cơ để xem cái máy V6 3.3 nó bề thế và to như thế nào ha. Đây, V6 3.3, quý vị thấy chưa, V6 3.3 nhưng mà nó là cái dạng bích tông nhỏ thì đi nó rất là tiết kiệm, đi nó rất là ok, khoảng 9 lít trăm cây thôi, mình chạy quen 9 lít trăm cây là chuyện bình thường nha. Và cái máy quý anh chị nhìn thấy nó rất là gọn gàng, nó không có bề thế nha, nó không có to bự, nhìn nó cảm giác bảo trì bảo dưỡng nó rất là dễ, nhìn cái cảm giác của nó gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ, thấy nhìn cái máy là mê luôn quý anh chị ạ. Rồi, ô cái là tiếng đóng nắp capo nghe cái tiếng phịch cái nghe đã quý anh chị. Tiếng rất là êm ha, đúng là cái xe tiền tỷ nó có khác, tỷ 6 nó có khác ha. Rồi, ok quý anh chị thì chắc là em cũng xin nhắc lại em xe này đi, thời lượng video cũng đã hơi dài rồi. Kia Sedona máy xăng V6 3.3 sản xuất 2019 odo 6 vạn nhưng không bao odo cho quý anh chị. Bao cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước, không thủy kích. Động cơ hộp số nguyên zin, không sửa chữa đại tu nha quý anh chị. Và hiện tại em xe đang được em Quang chào bán với mức giá là chỉ có 745 triệu cho em xe này thôi quý anh chị ạ. 745 triệu. Và quý anh chị chỉ cần đưa trước cho em Quang khoảng lanh quanh 300 triệu có thể mang được xe này về với gia đình của mình ha. Thì bằng cách nào em Quang hỗ trợ băng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu hiện tại đang giảm xuống 8.5% trong 1 năm thôi. Cam kết với một điều là không bị nợ xấu nha. Còn lại 63 tỉnh thành Quang sẽ lo hết cho quý anh chị ha. Rồi ok quý anh chị ơi, thì nếu quý anh chị đang có quan tâm xe này, nhấc máy lên liên hệ cho em Quang, số điện thoại của em Quang sẽ để trên góc bên này ha. Quý anh chị nào mà muốn đến xem xe thì đến hay địa chỉ của em Quang là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Và trước khi qua thì cứ liên hệ cho em Quang trước để tránh trường hợp xe bán rồi nha anh chị ha. Rồi thì em Quang xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và đồng hành theo dõi với em Quang hết video ngày hôm nay. Nếu quý chị thấy video này hay cho em xin một like, một share, một đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của Quang nha. Kính chúc quý anh chị thật là nhiều sức khỏe khi xem video của Quang. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo nha. Bye bye.